Với những thuyền viên đi biển dài ngày, ngoài việc phải đảm bảo một sức khỏe toàn diện ổn định, thì vấn đề giữ vững tâm sinh lý cũng là một yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên trên thực tế thì có không ít thuyền viên đã bị rối loạn tâm sinh lý trong những chuyến đi biển kéo dài 6 tháng và thậm chí là cả năm. Có nhiều trường hợp như vậy đã phải nhập viện điều trị tại Viện Y học Biển Việt Nam. Không nhìn thấy cái cảnh đất liền đâu, không thấy bóng hồng cũng như là, thì cái việc mà có tâm lý ổn định như các em thì rất phù hợp với cái nghề đi biển. Những chia sẻ của bác sĩ Tuyến với các thuyền viên trước mỗi chuyến đi biển dài ngày. Hơn chục năm làm công việc này, điều mà anh Tuyến luôn nhắn nhủ tới các thuyền viên phải ổn định vững vàng tâm lý khi xác định một cuộc sống xa đất liền trong thời gian dài. Câu chuyện không chỉ phải đảm bảo một sức khỏe tốt, mà còn phải giữ tâm lý ổn định trong khoảng thời gian xa gia đình, người thân. Tất cả các thuyền viên trước khi đi biển thì được khám lâm sàng, làm xét nghiệm và thử đánh giá cái thần kinh tâm lý, xem là thần kinh tâm lý của họ có vững vàng không. Còn với các thuyền viên, dù biết sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng vì mục tiêu làm kinh tế, họ quyết tâm sẵn sàng đối mặt với những nỗi lo lắng phải xa vợ, xa người yêu. Nghề đi biển là mấy nghề mà nó mang lại cho mình cái kinh tế rất là tốt, nên là mình sẽ đánh đổi, mình chấp đánh đổi. Ai thì tôi không biết, nhưng với tôi thì tôi sẵn sàng đối mặt với cái tâm sinh lý của mình. Bác sĩ Tuyến cho biết, cũng không nhiều thuyền viên sẵn sàng có tâm lý ổn định như anh Tùng và anh Bảo. Thực tế, có nhiều người trước khi đi biển xác định sẽ giữ sức khỏe và tâm sinh lý ổn định. Nhưng trong những chuyến đi kéo dài tới 6 tháng, thậm chí là 1 năm lênh đênh trên biển, họ đã không thể vượt qua được. Cũng theo bác sĩ Tuyến, tại Viện Y học Biển Việt Nam đã tiếp nhận nhiều thuyền viên bị rối loạn tâm sinh lý sau chuyến đi biển kéo dài 6 tháng, thậm chí chỉ có 3 tháng. Với những trường hợp này, khi tiếp nhận, các bác sĩ đã phải tiến hành can thiệp bằng nhiều biện pháp. Quan trọng là tư vấn và ổn định sức khỏe để thuyền viên trở lại trạng thái bình thường. Khi người ta căng thẳng cảm xúc, đặc biệt là căng thẳng cảm xúc tình dục. Thế và khi mà vào đất liền thì người ta sẽ cố gắng tìm cái cách để giải quyết. Vậy thì chúng tôi sẽ tư vấn cho người ta, thứ nhất là rèn luyện được cái tâm lý vững vàng. Để giữ vững tâm sinh lý và đảm bảo sức khỏe tốt trên hành trình ra biển khơi, các bác sĩ vẫn khuyến cáo và tư vấn tới từng thuyền viên về những chuyến đi biển phù hợp với khả năng của họ. Ngay cả cách phải làm thế nào để đáp ứng nhu cầu tâm sinh lý một cách an toàn khi bước chân vào bờ.